Thưa quý vị, trước những vụ lừa đảo từ việc mua nhà ở hình thành trong tương lai, người mua nhà đã chuyển hướng sang lựa chọn những dự án đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện để xuống tiền. Và đây cũng sẽ là một lựa chọn được cho là tối ưu, giúp cho người mua nhà tránh được những rủi ro đáng tiếc khi mua nhà trên giấy. Tuy nhiên, để tìm được những dự án như thế này trên thị trường thì không khác gì là mò kim đáy bể. Vợ chồng chị Phượng đang có ý định mua căn hộ ở ngay để chấm dứt cảnh phải đi thuê nhà. Do tài chính còn hạn hẹp nên chị đã tìm hiểu khá nhiều dự án ở mức giá tầm trung. Tuy nhiên phần lớn đều phải đợi 2 đến 3 năm nữa mới bàn giao nhà nên chị cũng không mặn mà lắm. Vậy nên vợ chồng chị đã thống nhất chọn mua căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Zvesta vì dự án này đã cất nắp và sẽ bàn giao vào quý 4 năm 2017. Để vừa tiết kiệm được chi phí thuê nhà lại được sống trong căn hộ tiện nghi thoải mái. Quan trọng hơn, chị không phải lo âu, thấp thỏm chờ đợi tiến độ và chất lượng công trình. Đúng rồi chị ạ, nhưng mà thực ra là bây giờ mình mua nhà ấy, thì mình quan tâm đến cái vấn đề là nó tiến độ hoàn thiện bàn giao như nào. Vì bây giờ mua những cái dự án mà nó đang mới xây dựng thôi thì rất là nguy hiểm. Thực sự là phải nói là rủi ro rất là lớn. Hai vợ chồng em thì cũng xác định cái mục tiêu rõ ràng là phải lựa chọn cái căn hộ mà sẽ bàn giao khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau thôi. Chúng em kiểu không muốn đi thuê nhà lâu, cũng muốn là lựa chọn một dự án để hai vợ chồng sinh sống luôn này. Cái hơn nữa là nó không có cái rủi ro về mặt tài chính. Cũng giống như vợ chồng chị Phượng, chị Hằng đã lựa chọn mua căn hộ tại dự án HPC Landmark 105. Nhìn dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, người mua nhà như chị cảm thấy vui mừng và yên tâm khi mình sắp được nhận nhà. Thực ra là hồi hộp đấy, tính từng ngày. Vì là cũng biết là trong hợp đồng mình mua thì Hải Phát cũng cam kết là bàn giao vào cuối tháng 3, tức là quý 1 năm 2018 ấy. Thì em cũng mong muốn rằng là Hải Phát bàn giao nhà đúng tiến độ. Vì là cũng rất mong muốn được về ở, được trải nghiệm. Quan trọng nhất là được trải nghiệm, vì thực ra bọn em cũng chưa ở chung cư bao giờ. Ghi nhận tại các sàn giao dịch bất động sản cho thấy, người mua nhà thực hiện nay đã quan tâm nhiều hơn đối với các dự án dần đi vào hoàn thiện và các chủ đầu tư uy tín. Cái việc mà quan tâm của khách hàng đối với những dự án đã hình thành được phát triển bởi các chủ tư uy tín cộng với việc đồng bộ về hạ tầng và đặc biệt là tiến độ bàn giao nhà đúng như cam kết hợp đồng đã hình thành thì luôn được khách hàng quan tâm rất là cao. Ví dụ như chúng tôi đang phát triển những sản phẩm như nhà ở xã hội Zvesta và HPC Landmark 105 tại quận Hà Đông thì cũng được bàn giao vào từ cuối năm 2017 và đầu 2018 thì luôn đón được cái sự quan tâm lớn của khách hàng tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng tiêu dùng mua để sở hữu cũng như là tích trữ tài sản. Theo các chuyên gia bất động sản, hiện nay lượng cung ngày càng nhiều, người mua nhà ở thực có nhiều lựa chọn hơn. Hơn nữa, việc mua nhà hình thành trong tương lai sẽ gặp nhiều rủi ro. Vì vậy, những dự án đang đi vào hoàn thiện sẽ hút người mua hơn. Là các khách hàng cũng đều rất lo ngại cái mua cái nhà ở hình thành trong tương lai cũng do những một số các cái chủ đầu tư trong cái giai đoạn qua cũng có những chủ tư làm ăn cũng chưa đàng hoàng. Có thể thấy trong bối cảnh này, các dự án căn hộ đã xây xong và sắp bàn giao có giá chào bán hợp lý, nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu đối với khách hàng có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Điều này đúng với tâm lý của người Á Đông, mua nhà thì phải thấy tận mắt sờ tận tay mới yên tâm và kiểm chứng được chất lượng thực tế. Theo đó, mọi cam kết của chủ đầu tư sẽ được thể hiện nên việc đánh giá và ra quyết định sẽ chuẩn xác nhất. Đây cũng chính là lý do các dự án sắp bàn giao thường hút rất đông khách hàng săn lùng.